Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 199 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Trong hư không của tam giới, Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết buông nhi tử của mình ra. Linh Nhi à, nói với chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta và mẫu thân của ngươi hiện tại không hiểu ra sao cả. Kỷ Nhất Xuyên nói. Nói rất dài dòng, tin tưởng phụ mẫu cũng biết chuyện của Vô Gian Môn rồi. Kỷ Linh nói. Vô Gian Môn nữ. Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết đều nghiêm túc nói. Cũng kéo nghe nói qua, nghe nói là hạo kiếp làm loạn cả tam giới. Hai người bọn họ đều chết trong tay của Vô Gian Môn. Đúng, đó là đại hạo kiếp, rất nhiều tiền bối cũng đã chết đi. Kỷ Linh nói nhỏ, hắn nhớ lại đại chiến lúc đó, còn nhớ rõ những thân ảnh hy sinh kia. Hạo kiếp đó đã qua thật lâu, hiện tại tam giới khôi phục bình tĩnh. Hải Nhi bởi vì lời thề bổn mạng trói buộc, cho đến hôm nay mới có thể mang chân linh của hai người ra khỏi dòng sông vận mệnh, cũng phục sinh cho các người. Sao, dòng sông vận mệnh ư? Chân linh? Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết không rõ. Hai người bọn họ là hai đời tu hành cảnh giới rất thấp, cũng không biết sau khi hồn phách phi tan còn có thể phục sinh được. Phụ thân, mẫu thân, những chuyện này lát nữa về nhà từ từ nói đi. Kỷ Linh cười nói, lập tức quay đầu nhìn sang cách đó không xa và hô lên, sư phụ. Bồ đề bay tới. Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết, các ngươi sinh ra nhi tử thật tốt. Bồ đề đạo tổ cười nói, phụ thân, mẫu thân, vị này chính là sư phụ Bồ đề lão tổ của ta. Kỷ Linh nói, nếu không có sư phụ chỉ dẫn, ta cũng khó có ngày hôm nay. Kỷ Linh, ngươi có hôm nay đều dựa vào chính mình, ta giúp ngươi cũng chẳng có gì cả. Bồ đề liền nói. Kỷ Linh lại nói, vị kia chính là người đứng đầu Vô Gian Môn, Vạn Ma Chi Chủ. Xa xa, Phong Ma gật đầu với phụ mẫu Kỷ Linh, thân ảnh hắn đi tới bên cạnh Bồ đề lão tổ. Biết được phụ mẫu Kỷ Linh bởi vì Vô Gian Môn mà chết, thực sự là hổ thẹn. Chuyện hạo kiếp lúc trước là do tâm ma gây ra, nhưng ta không có ngăn cản, hổ thẹn mà. Sao, đứng đầu Vô Gian Môn nữa? Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết rung động. Vô Gian Môn chính là thế lực lớn làm loạn tam giới, nghe nói đứng đầu đạo môn và Phật môn không làm gì được. Tại sao để biết nhi tử của mình đây? Nhi tử của mình tu hành tới cấp độ nào rồi đây? Hai người bọn họ trước khi chết, Kỷ Linh còn chưa có đi Hắc Bạch Học Cung. Vị này chính là Phật môn Di Lạc Phật Tổ, vị này chính là đạo môn Ngọc Đỉnh Đạo Nhân. Kỷ Linh giới thiệu các đại năng xung quanh với phụ mẫu. Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết càng nghe càng ngày càng không rõ. Tuy rất nhiều người chưa từng nghe qua, cũng có một ít người đã được nghe qua, đều là những tồn tại danh chấn trong tam giới. Những người này đều là những tiên ma bên trong tam giới, cũng nằm trong top những người đỉnh điểm của thế hệ tiên ma. Kỷ Linh giải thích với phụ mẫu, lúc này qua lại nói, các vị, ta dẫn phụ mẫu rời đi trước, qua một ít thời gian ta sẽ tổ chức một hồi tiên ma yến, lại mở tiệc chiêu đãi chư vị. Ồ, Bắc Minh khách khí rồi. Bắc Minh tổ chức tiên ma yến cơ đấy, chúng ta nhất định sẽ đến. Tất cả đều nói. Kỷ Linh cười, cũng gật đầu với sư phụ Bồ Đề, sau đó dẫn theo phụ mẫu rời đi. Phụ thân, mẫu thân, theo ta. Lúc này kiếm ý mênh mông bao phủ ba người, về sau liền xuyên thẳng qua hư không, đi về chỗ của Thu Diệp Tỷ, Minh Nguyệt, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thanh Nhai Tiểu Vũ. Tại Yên Sơn đại hạ thế giới bên trong tam giới, lúc trước Kỷ Linh đã từng đem rời toàn bộ Yên Sơn đi. Tuy nơi này cũng trải qua hạo kiếp, hạo kiếp qua đi, Kỷ Linh còn mở thế giới là Bắc Minh đại thế giới. Từ nay về sau, Kỷ Thị cắn rễ trong Bắc Minh đại thế giới này, mà đại hạ thế giới Yên Sơn chính là nơi Kỷ Linh sinh ra từ nhỏ, cho nên lại trùng kiến nơi này. Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Minh Nguyệt cũng thường xuyên sinh hoạt tại đây, tại Minh Tâm Đảo Hồ Dực Xà. Vù, Kỷ Linh dẫn Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết xuất hiện trên không trung của Hồ Dực Xà. Nơi này rất giống với năm đó. Phu thê Kỷ Nhất Xuyên Uất Chỉ Tuyết từ trên không trung nhìn xuống. Hồ Dực Xà này không thay đổi chút nào cả, thế nhưng Dực Xà năm đó đã sớm chết rồi. Kỷ Linh cười nói, Ninh Nhi, những năm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Uất Chỉ Tuyết nhìn con mình nói, đợi lát nữa nói sau, mẫu thân, phụ thân, các ngươi xem cháu gái của mình đi. Kỷ Linh chỉ vào xa xa,
Lúc này ở xa xa có một thiếu nữ áo đen bay tới, trên mặt vô cùng vui mừng. Sau lưng nàng là Thu Diệp, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thanh Nhai Tiểu Vũ, Mộc Tử Sóc, Điện Tài Tiêm Nhân cũng cùng bay tới. Công tử, sư huynh, sư phụ. Bọn họ vô cùng vui mừng. Thu Diệp và Bạch Thúc theo sau sửng sốt, đặc biệt là Bạch Thúc. Hắn sững sờ nhìn hai thân ảnh bên cạnh Kỳ Linh, sau đó nước mắt chảy dài. Kỳ Nhất Xuyên cũng nhìn thấy Bạch Thúc, hắn tươi cười. Tiểu Bạch, đại ca. Bạch Thúc nhìn Kỳ Nhất Xuyên, hai người bọn họ tình như huynh đệ, cùng nhau vào sinh ra tử nên tình cảm rất sâu đậm. Tuyết Tí. Bạch Thúc cũng nhìn vào Uất Chỉ Tuyết. Các ngươi đều chủ nhân. Thu Diệp cũng kích động vạn phần liền hành lễ. Là Thu Diệp ư? Uất Chỉ Tuyết mỉm cười gật đầu. Kỳ Linh có hai thị nữ tùy thân là Xuân Thảo đã sớm chết, Thu Diệp vẫn đi theo Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn vào thiếu nữ áo đen và quát lên: Minh Nguyệt, còn không qua đây bái kiến ra ra và nãy nãy đi. Kỳ Minh Nguyệt cũng có chút không rõ, nàng nghe nói qua ra ra nãy nãy nhưng chưa bao giờ gặp qua. Giờ phút này nghe được Kỳ Linh thét lên liền nhanh chóng quỳ xuống nói: Minh Nguyệt, bái kiến ra ra nãy nãy. Đại ca, Tuyết Tỷ, đây là Minh Nguyệt, là hài tử của Kỳ Linh và Dư Vi. Bạch Thúc nói: Sao, là cháu gái của chúng ta ư? Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết đều vui mừng. Hai người bọn họ khi chết, Kỳ Linh còn là thiếu niên, hiện nay dĩ nhiên đã có hài tử. Nhanh, nhanh. Uất Chỉ Tuyết lập tức nâng cháu gái dậy. Nàng nhìn Minh Nguyệt, càng nhìn càng vui mừng. Minh Nguyệt tướng mạo bị Kỳ Linh Dư Vi ảnh hưởng, tuy càng giống Dư Vi chút ít nhưng cũng có bóng dáng của Kỳ Linh. Xinh đẹp, cháu gái thật là đẹp. Xem ra mẫu thân của ngươi cũng là mỹ nhân. Linh Nhi, thê tử của ngươi đâu? Trước kia Tiểu Bạch nói thê tử của ngươi tên là Dư Vi phải không? Uất Chỉ Tuyết kể nói, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Phu thê Uất Chỉ Tuyết, Kỳ Nhất Xuyên không rõ ràng lắm. Lúc này đám người Bạch Thúc đều biết Dư Vi năm đó bị Hắc Bảo Thần Vương công khai giết chết trên chiến trường. Kỳ Linh rất bình tĩnh nói, nàng đã đi rồi. Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết lập tức hiểu xem năm đó có chuyện gì xảy ra. Ra ra, nãy nãy các người không biết rất nhiều chuyện, để ta kể cho. Kỳ Minh Nguyệt lập tức nhiệt tình nói với Uất Chỉ Tuyết và Kỳ Nhất Xuyên. Lúc trước các người đi thật lâu, nghe nói phụ thân còn chưa bái vào Hắc Bạch Học Cung. Ta nói từ khi đó các người nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người cho mà xem. Kỳ Linh thấy thế cũng cười cười, chính mình những năm qua không có giấu giếm cái gì. Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết nghe cháu gái Kỳ Minh Nguyệt tự thuật, ngẫu nhiên Bạch Thúc, Tiểu Thanh, Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng nói vài lời. Sư đệ Kỳ Linh là Mộc Tử Sóc, sư phó Kỳ Linh là Điện Tài cũng nói. Phu thê Kỳ Nhất Xuyên, Uất Chỉ Tuyết hoàn toàn rung động. Căn bản là một truyền kỳ. Tuy bọn họ sớm biết nhi tử của mình là thiên tài, khi ở Yên Sơn đã là thiên tài kiếm đạo, vậy mà lại chói mắt như thế. Thậm chí đã bình khởi bình toa với các cao thủ đứng đầu tam giới, thậm chí cuối cùng còn ảnh hưởng tới cả Hạo Kiếp. Hôm nay thực lực của hắn cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng hiểu Dư Phi chết, chẳng những hồn phi phách tán, ngay cả chân linh cũng đã mất đi, muốn phục sinh cũng không làm được. Qua mấy ngày sau, Kỳ Linh tổ chức Tiên Ma Yến tại Minh Tâm Đảo Yên Sơn. Tiên ma đỉnh cấp trong tam giới đều đến đây. Đương nhiên Tế Điên, Tôn Ngộ Không, Hồng Tuyết là người Phương Thốn Sơn nhất mạch cũng đều tới. Thậm chí một ít bằng hữu cũ của Kỳ Linh như Bắc Sơn Bách Vi, Đại sư huynh Lôi Thôi Đạo Nhân ở Hắc Bạch Học Cung cũng tới. Đây chính là lần đầu tiên Kỳ Linh tổ chức thịnh yến như thế này. Thậm chí cuối cùng Kỳ Linh còn chuyên môn luận đạo, làm các tiên ma đạt lợi ích không nhỏ. Bên kia Thiên Thương Cung trong hỗn độn vô tận, trong nội cung của Thiên Thương Cung, Kỳ Linh đi vào Thiên Thương Cung đã qua một tháng, hiện tại đã là đại điển nhập môn của Kỳ Linh. Kỳ Linh, Kỳ Linh! Thiên Nhất Đạo Quân lập tức cao giọng hô lớn. Đại ca! Kỳ Linh đi ra khỏi động phủ, bên cạnh thì là Tô Vũ Cơ và Đan Bảo. Kỳ Linh cười nói, từ xa đã nghe tiếng của ngươi rồi. Ta vài ngày trước đã muốn gặp ngươi, nghe Đan Bảo nói ngươi đang với quan phải không? Thiên Nhất Đạo Quân cười nói, đại ca tới gặp ta ư? Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Đan Bảo. Đan Bảo liền nói, Thiên Nhất Đạo Quân nói không có chuyện gì quan trọng, bảo ta không nên quấy rầy ngươi. Thiên Nhất Đạo Quân cũng gật đầu nói, chuyện cũng không gấp gáp đâu. Kỳ Linh ngươi không đúng, ngươi đã bắt sống Đạo Quân Tam Bộ Hố Phong Đạo Quân của Thanh Phong Thánh Điện. Đây là Đạo Quân Tam Bộ đấy, ngươi bắt sống, tại sao chuyện lớn như thế không nói với ta? Nếu không phải Đông Mộc huynh đệ nói rõ chi tiết thì ta còn không biết chuyện này. Kỳ Linh khẽ giật mình liền nói, là ta sai rồi.
Lúc trước Kỳ Linh không nói chuyện này bởi vì hắn xem Thanh Phong Thánh Điện không tính là uy hiếp lớn. Cho dù Thanh Phong Thánh Chủ cũng không dám xông vào hang ổ của Thiên Tương Cung. Cho dù có phiền phức lớn cũng có đạo phù của Chúa Tể, trực tiếp diệt sát Thanh Phong Thánh Chủ quá dễ dàng. Bởi vì không sợ cho nên không cần nói. Kỳ Linh lúc trước lo lắng chuyện phục sinh phụ mẫu nên đã quên nói. Thật cũng không phiền toái gì, pháp thân của ta tọa chấn cho nên không cần Thanh Phong. Thiên Nhất Đạo Quân hưng phấn nói: Người bắt sống một tên đạo quân tam bộ à? Chà chà, vừa nghĩ tới sắc mặt của Thanh Phong thì ta đã cảm thấy thống khoái rồi. Đạo quân tam bộ bị ta bắt nên xử trí như thế nào đây? Thiên Nhất Đại Ca, lên an bài đi. Kỳ Linh nói: Đây chính là người bắt, ta sao có thể làm chủ được đây? Thiên Nhất Đạo Quân cười: Đại ca, không cần phải khách khí đâu. Nếu như muộn chuyện này áp chế hung hăng làm thịt Thanh Phong Thánh Điện, đại ca hoàn toàn có thể làm chủ được. Kỳ Linh nói. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu: Người không biết tính nét của Thanh Phong Thánh Chủ đâu, không phải dễ áp chế như vậy. Tính toán chuyện lớn như thế, Thanh Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó lại nhìn đi. Kỳ Linh gật đầu: Đúng rồi đại ca, ta có một chuyện muốn mời đại ca hỗ trợ. Chuyện gì vậy? Thiên Nhất Đạo Quân hỏi. Ta muốn sưu tập một ít pháp môn, bí thuật và thần thông. Kỳ Linh nói. Tất cả lưu phái đều cần. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn sang Kỳ Linh. Sao, ngươi muốn sáng tạo môn phái ư? Không phải, vì quê hương của ta, pháp môn quê hương của ta không tốt, ta muốn tìm chút thủ pháp pháp môn. Kỳ Linh nói ra. Thiên Tương Cung có pháp môn có thể tùy ý truyền thụ. Thiên Nhất Đạo Quân lên tiếng. Thế nhưng pháp môn hơi lợi hại một chút, Thiên Tương Cung cũng có quy củ. Kỳ Linh thì lại nói. Tất cả theo như quy củ mà xử lý thôi. Thần thông bí thuật dưới đạo quân ta đều cần. Cần bao nhiêu hỗn độn linh dịch cứ theo quy củ mà làm. Đừng nói là Thiên Tương Cung, cho dù là Đạo Minh cũng có đại lượng bí thuật thần thông bán ra bên ngoài. Như Vạn Thần Đạo Quân bán kiểu nguyên thần thủy bí thuật, chính là Đạo Minh bán cho Mang Ngai Quốc. Kỳ Linh chỉ cần dưới đạo quân, về phần càng sâu tạm thời không cần. Thiên Tương Cung cũng có vài pháp môn lợi hại. Dưới đạo quân ư? Như vậy cũng dễ xử lý thôi. Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu nói. Thiên Tương Cung tích lũy vô tận tuế nguyệt có rất nhiều. Nếu ngươi tùy ý truyền thụ 300 vạn phương, không phải đại ca muốn chặt ngươi đâu. Ta không có biện pháp gì cả. Dù sao cũng là có vô số huynh đệ tích lũy mà. Được. Kỳ Linh gật đầu. Đây là 300 vạn phương của huynh. Thiên Tương Cung xưng bá một cương vực, tồn tại không biết bao nhiêu tông môn cổ xưa, tồn tại đã nhiều hỗn độn kỷ nguyên. Pháp môn dưới đạo quân vô cùng sung túc, cho nên nơi này mới được xem là thánh địa. Kỳ Linh đạt được vô số pháp môn của Thiên Thương Cung, căn cơ của tam giới sẽ được ổn định. Dù sao người tu hành tam giới chủ yếu là tổ thần tổ tiên, cấp độ thế giới cảnh đã là cao, muốn thành đạo quân quá khó khăn. Kỳ thực cho dù không có mua sắm của Thiên Thương Cung, hắn cũng có thể mua sắm được từ Đạo Minh, tuy rất phiền toái và giá sẽ đắt hơn một chút. Còn về phần truyền thừa của đạo quân nư, cho dù Thiên Thương Cung cũng có, cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân lưu lại và ngẫu nhiên đạt được mặt thôi, sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Kỳ Linh có ý định lưu lại vài truyền thừa ở tam giới, ví dụ như Minh Nguyệt Kiếm Thuật, đây tuyệt đối là truyền thừa đỉnh cao. Dĩ nhiên muốn học cũng không phải ai cũng có thể học được, không thông qua khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp thì làm sao có thể học được kiếm đạo mà mình đã vất vả ngộ ra được đây. Được, vô số tích lũy của Thiên Thương Cung, căn cơ của tam giới sẽ tốt hơn rất nhiều. Nội tâm Kỳ Linh vui mừng. Chà chà, 300 vạn phương thuận miệng là đáp ứng được. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. Không hổ là người có thể bắt sống đạo quân tam bộ, ra tay thật không tầm thường. Ồ, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Kỳ Linh nói. Thiên Nhất Đại Ca, các vị huynh đệ đều đến cũng đang đợi, các ngươi định nói chuyện tới khi nào đây? Ngư Sán Đạo Quân ở xa xa nói vọng tới. Các huynh đệ cũng đừng nóng vội, sẽ tới đây, tới đây. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn về phía Kỳ Linh nói. Đi một chút đi, tranh thủ thời gian hoàn thành đại điển nhập môn. Đại điển nhập môn bắt đầu. Sau đại điển, Kỳ Linh liền chính thức trở thành thành viên của Thiên Thương Cung, cũng làm cho Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân, Ngư Sán Đạo Quân thả lỏng một hơi. Bọn họ đều đã nhìn ra Kỳ Linh nhất định không phải đạo quân. Mặc dù có tiếp dẫn lệnh, nhưng chỉ cần chưa chính thức nhập môn, Kỳ Linh hoàn toàn có thể đổi ý. Đã chính thức nhập môn, sau này là huynh đệ sinh tử. Oanh! Trong hư không hắc ám, trong một tòa thành điện, có khí lưu màu xanh phi hành thật nhanh. Khí lưu chung quanh bắt đầu khởi động, nó xuyên thẳng qua hư không với tốc độ nhanh kinh người.
Trong thần điện, một lão giả mặc trường bào màu đen hoa lệ đứng đó. Hắn yên lặng nhìn trong hư không, ánh mắt bình tĩnh giống như biển cả vô tận vậy. Phía sau hắn là bảy tên thế giới cảnh cung kính đứng đó. Bắt sống Hố Phong, tiểu gia hỏa gọi là Bắc Minh kia cũng thật là to gan. Lão giả mặc trường bào màu đen hoa lệ lạnh nhạt nói. Hắn còn to gan hơn cả Thiên Nhất rất nhiều. Thánh chủ, Bắc Minh chỉ có chút gặp gỡ, được chút ít bảo bối mà thôi. Hố Phong đạo quân không phải đã nói rồi sao? Hắn bị một khôi lỗi tam bước đỉnh phong áp chế, về sau lại trúng ám chiêu. Dù thế nào đi nữa, Bắc Minh cũng chỉ là thế giới cảnh mà thôi. Trước mặt thánh chủ không có lực hoàn thủ. Đệ tử thế giới cảnh sau lưng nói. Thật không thể chủ quan được. Thanh Phong thánh chủ lạnh nhạt nói. Loại đại kỳ ngộ này, nói không chừng sẽ có bảo vật nghịch thiên gì đó đây. Hắn chính là đạo quân tứ bộ. Đạo quân tứ bộ và đạo quân tam bộ có khác nhau hoàn toàn. Có thể thành tứ bộ cũng đã là biên giới hợp đạo, cũng đặt tới cấp độ đáng sợ. Hắn có thể đấu lâu dài với Thiên Nhất đạo quân như vậy, cũng có thực lực không kém. Bất kể là Thanh Phong thánh chủ hay Thiên Nhất đạo quân đều rất mạnh. Trong đạo quân tứ bộ, bọn họ trải qua bao nhiêu nguy hiểm đây, có thể sống cho tới bây giờ, tự nhiên năng lực bảo vệ tính mạng không yếu hơn bất cứ một kẻ nào. Giống lúc trước Phong Nhất tâm quân bóp nát một quả đạo phù là có thể giết chết một tên đạo quân tam bộ. Nhưng nếu như gặp được Thanh Phong thánh chủ, đừng nói một quả đạo phù, cho dù cung chủ tâm cung ra tay còn hơi chút chủ quan cũng sẽ để cho Thanh Phong thánh chủ chạy thoát. Thiên Nhất, đã thật lâu không giao thủ với ngươi rồi. Trong mắt Thanh Phong thánh chủ bắn ra ánh sáng màu xanh. Thiên Thương cung có hai đạo quân tứ bộ, Thanh Phong thánh điện chỉ có một người, từ đó có thể thấy chỗ lợi hại của Thanh Phong thánh chủ. Tại Minh Tâm đảo bên trong tam giới, trong thư phòng, Kỳ Linh nhìn một ngọc giản. Hắn tùy ý cầm ngọc giản, sau đó khắc pháp môn tu hành vào bên trong. Đối với tổ thần tổ tiên mà nói, kiếm pháp dễ dàng mới là thích hợp. Kỳ Linh tùy ý thôi diễn kiếm thuật, suy diễn ra một bộ đồ kiếm thuật. Nhưng hắn là năm đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ. Chỉ luận về cấp độ tổ thần tổ tiên, kiếm pháp nhập môn cấp độ thế giới cảnh, cho dù là chú tể cũng không dám nói mạnh hơn Kỳ Linh. Pháp môn kiếm đạo cấp thấp có 3600 loại, pháp môn kiếm đạo trung cấp 108 loại, pháp môn kiếm đạo cao đẳng sẽ có âm dương thức, duy tâm thức, tích huyết thức, vô ảnh thức và thiên băng thức, năm đại kiếm thuật. Trọng yếu nhất chính là năm đại kiếm ý hoàn toàn kết hợp kia. Kỳ Linh sáng tạo kiếm thuật có các lưu phái bên trong, kể cả thích hợp với nữ tử, thích hợp một tay, thích hợp vụng về, đủ loại kiếm thuật sáng tạo ra, kỳ thật Nhiếp Vân cũng có tham khảo của kiếm khách. Khi thì ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, hắn lại nhìn vào bên hồ, Kỳ Nhất Duyên đang diễn luyện kiếm pháp. Quách Chỉ Tuyết đang nhìn, mà cháu gái Kỷ Minh Nguyệt không ngừng hô to chỉ điểm. Kỷ Minh Nguyệt có tu vi kiếm đạo cao xa hơn gia gia Kỷ Nhất Xuyên rất nhiều. Kỷ Nhất Xuyên cũng vui vẻ được cháu gái dạy mình. Kỷ Linh nhìn hắn tươi cười vui vẻ, phụ thân, mẫu thân còn có con gái Minh Nguyệt của mình, tất cả thật tốt. Kỷ Linh lập tức lại tiếp tục thôi diễn kiếm pháp, về sau hắn ghi chép lại. Bỗng nhiên Kỷ Linh dừng lại, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào bên bờ hồ xa xa, nội tâm của hắn đã ở một nơi khác. Kiếm đạo chính là kiếm đạo. Kỳ Linh cười nói, làm gì phân nhiều lưu phái như vậy chứ, cái gì mà âm dương kiếm ý, cái gì tích huyết kiếm ý đây, vô ảnh kiếm ý, duy tâm kiếm ý, thiên băng kiếm ý, không phải là kiếm đạo sao? Thì ra là như vậy, hoang mang mấy trăm vạn năm rồi. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng an lòng. Kỳ Linh có cảm giác như vậy, hắn không phải kích động mà là trong nội tâm thỏa mãn. Lúc tu hành mấy trăm vạn năm trong tam diệp cảnh thì hắn phát hiện kiếm đạo có khuyết điểm. Khi đó hắn vô cùng hoang mang và buồn bực, mà bây giờ này phụ mẫu và nữ nhi của mình ở cùng một chỗ, trong lúc sáng chế nhiều kiếm thuật thì đã có hiểu ra. Lực lượng vô cùng huyền diệu bắt đầu khởi động, cũng làm cho nội tâm Kỳ Linh cộng minh. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nương theo cảm ứng này liền cảm nhận được trong hỗn độn xa xôi, khoảng cách Kỳ Linh rất xa rất xa, ở nơi xa xôi đó có một nơi còn xa hơn cả vô tận cương vực rất nhiều, còn xa hơn cả dị vũ trụ không biết bao nhiêu lần. Nơi đó là bổn nguyên chi địa chân chính của vũ trụ này. Nơi đó có kiếm đạo bổn nguyên. Kiếm đạo bổn nguyên nó là một trong những bổn nguyên của vũ trụ. Kiếm đạo bổn nguyên là một trong những bổn nguyên duy trì vũ trụ vận hành, lại phát sinh cộng minh với Kỳ Linh. Oanh. Trong tam giới, Kỳ Linh đang ở trong thư phòng, một đạo khí tức kiếm đạo đáng sợ bộc phát trên người của hắn. Hắn như một thanh thần kiếm đáng sợ, mọi cử động đều ẩn chứa khí tức kiếm đạo. Kiếm đạo chi chủ sao? Kỳ Linh cảm ứng được kiếm đạo bổn nguyên trong vũ trụ xa xôi đang cộng minh với mình.
Hắn bây giờ mới hiểu ra, đây mới là kiếm đạo mạnh nhất, là kiếm đạo trung cực. Kiếm đạo trung cực, nó là một trong những đạo mạnh nhất. Kiếm đạo giống như nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam lại sinh vạn vật. Kỳ Linh trước kia ngộ ra năm đầu đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ với nhau. Hắn ngộ ra tam, có thể kết hợp tam với nhau là rất tốt. Nhưng đây không phải kiếm đạo trung cực. Muốn ngộ ra nhất mới là trung cực, mới là nguyên vẹn, mới là kiếm đạo chân chính. Đây mới thực sự là kiếm đạo trung cực, như vậy mới tính là kiếm đạo chi chủ. Kỳ Linh cảm giác được chính mình biến hóa, thoát thai hoán cốt. Hắn rốt cục cũng hiểu ra, ngộ ra hai đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, ngộ ra ba đạo mạnh nhất kết hợp hoàn mỹ, thậm chí ngộ ra đạo mạnh nhất và kết hợp hoàn mỹ, thực lực cũng rất yếu ớt. Trước khi hắn có chút nghi hoặc, hiện tại hắn đã hiểu ra. Ngộ ra nhiều đạo mạnh nhất hơn nữa cũng không coi vào đâu cả, bởi vì trên chúng chính là kiếm đạo. Tất cả kiếm tu, cái gọi là lưu phái đều là một bộ phận trong kiếm đạo mà thôi. Xuất. Kỳ Linh cất bước, xoẹt. Lúc này hắn hóa thành hào quang và không một tiếng động bay đi rất nhanh, hóa thành vô ảnh độn thuật. Chỉ trong nháy mắt, Kỳ Linh cũng đã tới hư không bên trong tam giới, đã tới Thái Dương Tinh rồi. Kỳ Linh đứng trong hư không tam giới, hắn nhìn Thái Dương Tinh vô cùng to lớn ở trước mặt. Kỳ Linh hôm nay đứng ở đó nhìn như bình thường, tất cả khí tức kiếm đạo đều nội liễm, đây mới thực sự đáng sợ. Hắn hôm nay và hắn trước kia đã hoàn toàn khác nhau, thật đáng sợ. Xé rách hư không đều yên lặng, không một tiếng động, chỉ tốc độ đơn thuần đã gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Đạo quân biên giới hợp đạo chỉ đạt tới gấp 5 lần tốc độ ánh sáng mà thôi. Kỳ Linh cũng cảm thấy mình đáng sợ. Trước kia mình lợi hại nhất là tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy. Thế nhưng hôm nay uy lực kiếm đạo đã hoàn toàn bao trùm trên tứ trọng thần lôi, tứ trọng thần thủy. Hiểu được kiếm đạo trung cực, ta cũng nên đột phá đạo quân rồi. Trong mắt Kỳ Linh mang theo nóng bỏng và chờ mong. Hắn đã từng cho rằng phục sinh Dư Vi Dư Tỷ là hy vọng xa vời. Dù sao Vĩnh Hằng Đế Quân, Phủ Bác Đế Quân cũng không làm được. Sau khi hiểu ra kiếm đạo trung cực, Kỳ Linh hiểu hy vọng đã lớn hơn rất nhiều. Tại Bắc Minh Động Phủ trong Thiên Thương Cung, ầm ầm ầm, Kỳ Linh mang theo bầu rượu, hắn rắc rượu vào trong chén. Chủ nhân, ngươi thật là nhàn nhã, vài ngày trước ngươi còn luyện kiếm, tại sao hiện tại lại không luyện kiếm nữa rồi? Tô Vũ Cơ từ đằng xa đi tới. Ta không có luyện kiếm sao? Kỳ Linh hỏi ngược lại. Trong lòng có kiếm ý chính là luyện kiếm rồi, tâm không kiếm ý, luyện nhiều hơn nữa cũng luyện vô ích thôi. Cho nên ngươi xem, ta rất rượu, uống rượu, kỳ thực ta cũng đang luyện kiếm đấy. Nói sao à? Tô Vũ Cơ nói thầm. Kỳ Linh cười. Hắn hiện tại trong lòng có kiếm ý, kiếm ý bao phủ khắp nội tâm, cảm giác khống chế kiếm đạo nguyên vẹn làm cho Kỳ Linh si mê. Tuy tu hành đến trình độ này, Kỳ Linh ở trong thế giới cảnh đã không thể tiến bộ, chỉ có thành đạo quân, về sau lại tiếp tục đi tìm kiếm đạo trung cực. Kiếm đạo trung cực chỉ đại biểu Kỳ Linh lựa chọn con đường cao nhất, hắn hiện tại chỉ xem như nhập môn trong con đường này mà thôi. Mặc dù mới nhập môn, đơn thuần cảnh giới đã không thua gì rất nhiều đạo quân tứ bộ, thậm chí có chút ít phương diện còn siêu việt. Kỳ thực Kỳ Linh có tốc độ đạt tới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đã nói rõ nhiều việc. Hắn cũng không dựa vào lôi điện, thần quang các loại, hoàn toàn dựa vào kiếm đạo, phi độn đã có thể gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Việc này đại biểu cho độ cao của hắn. Bản tôn phân thân của ta còn cần 30 năm nữa mới có thể đến đây được. Kỳ Linh suy tư nói, ta còn phải chờ thêm 30 năm nữa. Hơn 30 năm, Kỳ Linh không có việc gì, cứ uống chút rượu rồi lại đi dạo bên trong Thiên Thương Cung, đồng thời cũng ghi nhớ pháp môn bí thuật, từ đó nguyên thần thứ hai tại tam giới ghi chép lại. Kỳ Linh tốn hao 300 vạn phương mua sắm pháp môn thần thông bí thuật dưới đạo quân của Thiên Thương Cung. Số lượng quá nhiều, muốn ghi nhớ toàn bộ cần thời gian thật lâu. Kỳ Linh hiện tại chỉ tùy ý ghi nhớ, chuẩn bị trở thành đạo quân liền ghi nhớ đại quy mô. Tốc độ ghi nhớ của đạo quân hơn xa thế giới cảnh rất nhiều. Sao? Kỳ Linh bưng chén rượu, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Như thế nào vậy chủ nhân? Tô Vũ Cơ cũng nguy hoặc. Uy thế thật mạnh. Kỳ Linh khẽ nói. Có địch nhân đến ư? Uy thế thật mạnh là địch nhân ư? Tô Vũ Cơ càng nghi hoặc, nàng đã thành đạo quân nhưng không cảm ứng được. Kỳ Linh đứng dậy. Đi, đi xem một chút nào. Địch nhân thật sự sao? Tô Vũ Cơ nghi hoặc đi theo sau lưng Kỳ Linh. Sau khi đi vài bước liền ngạc nhiên nhìn về phương xa. Uy thế mạnh tới mức đáng sợ. Nàng đi theo sau, nội tâm của nàng cực kỳ khiếp sợ nhìn chủ nhân Kỳ Linh của mình. Kỳ Linh mới là thế giới cảnh, vậy mà còn phát hiện sớm hơn đạo quân như nàng. Nàng lại không biết Kỳ Linh khống chế kiếm đạo trung cực đã có được kiếm đạo lĩnh vực. Hắn là kiếm đạo lĩnh vực chi chủ,
chỉ cần là nơi uy năng bổn nguyên kiếm đạo có thể ảnh hưởng thì kỷ linh cảm ứng rất nhẹ nhàng, khoảng cách càng gần cảm ứng càng mãnh liệt. Với thành tựu kiếm đạo của kỷ linh, chỉ luận về phạm vi cảm ứng đã không thua gì đạo quân tứ bộ. Rất nhanh đan bảo cũng lao tới, kỷ linh tô viêu cơ đan bảo liền đi tới chủ điện thiên thương cung. Hiện tại thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân cũng đã tới. Kỷ linh, Bắc Minh, thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân đều mở miệng. Xảy ra đại sự ư? Kỷ linh hỏi, đồng thời quay đầu nhìn ra xa. Chủ điện thiên thương cung là kiến trúc cao nhất, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy rất xa. Hiện tại trong chân trời tối tăm đang bị uy thế to lớn bao phủ, chỉ cần nhìn đã làm cho người ta cả kinh. Là Thanh Phong Thánh Chủ, ngự đấu đạo quân nói. Mấy ngày trước đây ta sinh lòng cảm ứng nên suy diễn hắn sẽ tới, chúng ta cũng chỉ có thể biết được nhưng không có biện pháp gì. Thiên nhất đạo quân vô cùng bình tĩnh, cười lạnh nói. Ta biết ngay, lão gia hỏa này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Quả nhiên hắn ta đã tới. Sắc mặt Kỷ Linh vô cùng nghiêm túc. Yên tâm, hắn tối đa kêu gào ở bên ngoài thôi, căn bản không dám vào trong nội cung của Thiên Thương Cung đâu. Thiên nhất đạo quân cười lạnh nói. Tuy ta chỉ là pháp thân, thực lực chỉ có một bộ phận của bản tôn, có thể mượn nhờ trận pháp cấm chế vô tận năm tháng của Thiên Thương Cung, cũng không cần sợ lão gia hỏa kia, còn có ngự đấu giúp ta, hắn sẽ không dám đi vào đâu. Ngự đấu đạo quân gật đầu. Ở bên ngoài ta đánh không lại Thanh Phong Thánh Chủ, nhưng nếu như trong Thiên Thương Cung thì không có gì phải sợ cả. Ầm ầm, nơi chân trời phía xa, uy thế tối tăm từ phương xa bao phủ nơi đây. Lúc này rất nhiều người trong Thiên Thương Cung cũng cảm ứng được, liên tiếp đi tới chủ điện. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai vậy? Thiên nhất đại ca à? Ai xâm phạm Thiên Thương Cung chúng ta vậy? Cả đám đều giật mình. Tất cả huynh đệ Thiên Thương Cung không nên đi ra ngoài, yên lặng chờ ta làm chủ. Thiên nhất đạo quân lạnh nhạt nói, giọng nói vang vọng bên tai các huynh đệ của Thiên Thương Cung. Vâng. Tất cả đều ứng lệnh, tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì cũng không dám lãnh đạm. Rất nhanh, hung nguy theo thiên mang, cuồng phong đã hoàn toàn bao phủ Thiên Thương Cung, che khuất bầu trời, gần như không còn ánh sáng gì cả. Thiên Thương Cung đều trở nên hắc ám, nhưng một ít trận pháp cấm chế của Thiên Thương Cung bị kích phát, hào quang trong nội cung sáng lên, cũng đã tới bên ngoài của Thiên Thương Cung. Thiên nhất lão đầu. Trên bầu trời sinh ra cuồng phong đáng sợ, xuất hiện một thần điện. Cửa chính của thần điện có một lão giả mặc trường bào màu đen hoa lệ, lời nói của hắn vang vọng trong thiên địa. Lá gan của ngươi không nhỏ, dám dung túng đám tiểu tử dưới trướng bắt đi Thanh Phong Thánh Điện, Hỗ Phong đạo quân. Biết điều thì mau giao Hỗ Phong đạo quân và năm thế giới cảnh ra đây. Việc này ta cũng không tính, nếu không thì Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh của hắn quanh quẩn trong thiên địa, mà Thiên Thương Cung bên này tất cả đều im lặng. Các ngươi cứ chờ ở đây, Thiên Nhất đạo quân dặn dò. Ngự đấu, chúng ta đi gặp tên điên kia. Ngự đấu đạo quân gật đầu. Thiên Nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân lập tức phá không bay lên không trung. Bởi vì Thiên Thương Cung có trận pháp cấm chế, cho nên từ bên ngoài không thấy được bên trong, mà người tu hành trong Thiên Thương Cung có thể dễ dàng nhìn thấy được bên ngoài. Hiện tại Thiên Nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân bay lên nơi cao, cũng làm cho Thanh Phong Thánh Chủ nhìn thấy được hai người. Ồ, Thanh Phong, Thiên Nhất đạo quân cười nhạo nói. Thanh Phong Thánh Điện, Hỗ Phong đạo quân đã bị một huynh đệ thế giới cảnh của Thiên Thương Cung chúng ta bắt đi rồi. Ta cùng ngự đấu không có ra tay, thua thảm như vậy, ngươi còn mặt mũi giết tới đây sao? Hắn đã thua trong tay một thế giới cảnh, tên kia cũng chỉ dựa vào bảo vật cùng với khôi lỗi mà thôi. Thanh Phong Thánh Chủ tức giận nói. Thiên Nhất, giao Hỗ Phong đạo quân ra đây, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Thiên Nhất đạo quân phá ngang lời nói của đối phương, cả giận nói. Hiện tại mạng nhỏ Hỗ Phong đạo quân đang nằm trong tay Thiên Thương Cung chúng ta, ta có thể giết hắn. Người muốn giết vậy thì giết đi, Thanh Phong Thánh Chủ lạnh như băng nói. Ta cũng sẽ không để Thiên Thương Cung các ngươi sống khá giả đâu. Lần này nếu không thể mang Hỗ Phong đạo quân trở về, Hỗ Phong đạo quân sống hay chết cũng không có ý nghĩa. Thiệt tình là hung ác mà, Thiên Nhất đạo quân lại cười nhạo. Người biết bản tôn của ta không có ở đây nên chạy đến hung hăng càn quấy. Có bản lĩnh thì xông vào Thiên Thương Cung đi, ta đã mở phong cấm đại trận ra rồi, ngươi hoàn toàn có thể xông vào. Ngự đấu, chúng ta trở về uống rượu thôi, mặc kệ cái tên điên này. Đại ca, chúng ta trở về uống rượu. Ngự đấu cũng tươi cười, hai người bọn họ bay trở lại. Thanh Phong Thánh Chủ tức giận, sắc mặt khó coi,
Thiên Thương Cung căn bản mặc kệ hắn. Hắn thật không dám xông vào hang ổ của Thiên Thương Cung. Ở bên ngoài hắn có thể đánh với pháp thân Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân và chiếm thượng phong. Nếu đi vào hang ổ Thiên Thương Cung, hắn sẽ bị trà đạp. Bên trong Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đại Ca, cứ như vậy mặc kệ hắn hay sao? Kỳ Linh hỏi. Ừ, mặc kệ tên điên đó đi, huynh đệ chúng ta uống rượu. Đến đây, chúng ta ở đây uống rượu, nhìn tên điên đó như thế nào nào. Thiên Nhất Đạo Quân cất cao giọng nói. Lúc này tiếng nói trầm trồ vang lên. Các huynh đệ trong Thiên Thương Cung rất hào khí, cũng chú ý tới bên ngoài. Dù sao bọn họ nghe qua uy danh của Thanh Phong Thánh Chủ cũng đã vô số năm tháng. Háo, háo. Trong thiên địa có tiếng quát phẫn nộ của Thanh Phong Thánh Chủ vang lên. Từ hôm nay trở đi, đám người trong Thiên Thương Cung các ngươi đừng mong ra ngoài. Đi ra bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Người tu hành trong Thiên Thương Cung cũng đừng mong đi vào. Phàm là người muốn vào Thiên Thương Cung đều phải chết ở đây. Không giao ra Hỗ Phong Đạo Quân, ta sẽ phê khốn Thiên Thương Cung các ngươi. Một hỗn độn kỷ nguyên, 10 hỗn độn kỷ nguyên, chúng ta từ từ sẽ đến thôi. Ồ, chờ bản tôn của ta trở về, ta nhìn ngươi còn dám phê khốn Thiên Thương Cung nữa không. Thiên Nhất Đạo Quân lạnh lùng lên tiếng. Tại Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, một gã thanh niên mặc da thú phi hành trên cao. Hắn nhìn thấy phía trước là cuồng phong che phủ cả bầu trời, bầu trời phía xa xa chính là Thiên Thương Cung. Cuối cùng cũng đã đuổi tới nơi. Kỳ Linh nói thầm, thanh niên mặc da thú chính là phân thân bản tôn tân tân khổ khổ từ Đại Mạc vực tới đây. Bởi vì biết được Thanh Phong Thánh Chủ vây khốn Thiên Thương Cung, cho nên Kỳ Linh cũng biến ảo bộ dáng. Thanh Phong Thánh Chủ tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua ta, đoán chừng không biết bộ dáng của ta. Kỳ Linh nói thầm. Vèo. Kỳ Linh mặc da thú bay vào trong Thiên Thương Cung. Vị đạo hữu này, vị đạo hữu này. Ở giữa không trung xuất hiện thân ảnh áo đen, từ xa truyền âm nói. Đạo quân Thanh Phong Thánh Điện phây khốn Thiên Thương Cung, ai dám tới gần Thiên Thương Cung, Thanh Phong Thánh Điện sẽ giết không tha, không lên tiến lên thì tốt hơn. À. Kỳ Linh mặc da thú ngang nhiên xông qua, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Thanh Phong Thánh Điện kiêu ngạo như vậy ư? Thân ảnh áo đen chính là Hỗn Độn Tiên Nhân cảm khái nói. Đạo quân Thanh Phong Thánh Điện cũng mới phê khốn Thiên Thương Cung 30 năm, xem khí thế kia chỉ sợ sẽ phê khốn thật lâu, đạo hữu nhất thiết không thể tiến lên. Ai, ta từng nhìn thấy một ít tiểu tổ thần bởi vì tới gần mà bị diệt sát rồi đấy. Sao, ngay cả tổ thần cũng bị diệt sát ư? Kỳ Linh nhíu mày. Ai tới gần giết, cho dù chim bay cá nhảy cũng đừng mong tới gần. Hỗn Độn Tiên Nhân lắc đầu nói. Đạo hữu phải cẩn thận. Nói xong cũng bay rời khỏi. Kỳ Linh mặc da thú suy tư, lúc này từ trên cao lao xuống và đụng phải mặt đất, sau đó hư không tiêu thất. Thi triển vô ảnh độn thuật nhanh chóng tới gần Thiên Thương Cung. Vì giấu giếm thực lực, Kỳ Linh chỉ bảo trì tốc độ phi hành gấp 2 lần ánh sáng. Bên trong Thiên Thương Cung, ba người Kỳ Linh, Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân đang đứng trước cấm chế và nhìn về phương xa. Đại ca, một phân thân của ta sắp tới rồi. Kỳ Linh nói. Đột phá đến đạo quân phải phân thân hợp nhất, thần thể viên mãn. Thiên Nhất Đạo Quân cảm khái lắc đầu nói. Thế nhưng bây giờ tên điên Thanh Phong Thánh Chủ vây khốn Thiên Thương Cung chúng ta, người muốn vào thật là khó. Theo ta thấy, bỏ qua một phân thân thì người cũng có thể thành đạo quân, cũng ảnh hưởng rất nhỏ lên thực lực của ngươi. Kỳ Linh lắc đầu. Phân thân là một trong 18 phân thân của Đào Ngô Thập Bát Thần Ma, bản tôn và 17 phân thân hợp nhất. Bản tôn mà chết, phân thân còn có thể mượn nhờ pháp môn Đào Ngô Thập Bát Thần Ma tu luyện ra một phân thân. Nhưng nếu như phân thân chết, bản tôn sẽ không thể tu hành ra phân thân. Phân thân không chết, bản tôn chính là độc nhất vô nhị, cũng coi như là viên mãn, chỉ là 17 phân thân thần lực mà thôi, thực lực ảnh hưởng không phải quá lớn. Đại ca, chờ xem đã. Kỳ Linh nói. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. Ta thấy vẫn là Kỳ Linh lợi hại. Kỳ Linh phi độn khắp nơi, cuồng phong tối tăm bao phủ toàn bộ Thiên Thương Cung vào trong. Bên ngoài có một tòa thần điện nằm cách đỉnh núi hơi xa. Pháp lực của Thanh Phong Thánh Chủ cuồn cuộn bao phủ bốn phía Thiên Thương Cung vào bên trong. Bất cứ người tu hành nào trong phạm vi của Thiên Thương Cung đi ra ngoài, hoặc là người từ ngoài vào Thiên Thương Cung đều không thể tránh khỏi Thanh Phong Thánh Chủ dò xét. Sao? Thanh Phong Thánh Chủ mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua thần điện nhìn vào mặt đất xa xa. Hắn cười lạnh nói. Một tiểu gia hóa thế giới cánh thi triển độn thuật cũng mù toàn thoát khỏi bản tôn dò xét ư? Chết đi. Thanh Phong Thánh Chủ lạnh lùng điểm một chỉ vào phương xa. Oanh. Pháp lực ngập trời tụ tập thiên địa chi uy nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một bàn tay tối tăm. Bàn tay này có phạm vi trăm vạn trượng và đánh thẳng vào mặt đất.
bàn tay này đánh thẳng về phía trước, làm cho đại địa bị đánh thành một hố sâu. Xoẹt. Kỳ Linh vẫn phi độn dưới đất như cũ, thế nhưng tốc độ đạt tới 4 lần tốc độ ánh sáng. Sao? Thanh Phong Thánh Chủ biến sắc nói. Độn thuật của một thế giới cảnh lại nhanh như vậy ư? Lại có thể so sánh với tốc độ của đạo quân Tam Bộ sao? Hắn vừa đánh ra một chảo bắt trúng đại địa, thời điểm đó Kỳ Linh độn thuật chính là theo gấp 2 lần tốc độ ánh sáng. Bỗng nhiên Kỳ Linh tăng vọt đến 4 lần tốc độ ánh sáng, làm hắn bắt trượt. Sắc mặt Thanh Phong Thánh Chủ âm trầm, hắn lại đánh ra một chảo nữa. Bàn tay tối tăm lưu mờ, uy thế càng mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh hơn, trực tiếp đánh vào đại địa. Đại địa chấn động, vô số bùn đất hóa thành bột mịn và xuất hiện một cái hố thật sâu. Tốc độ của Kỳ Linh lại tăng vọt lên 6 lần tốc độ ánh sáng. Hơn nữa, bởi vì 2 lần bị tập kích, nhưng Kỳ Linh đã tới gần được Thiên Thương Cung. Xoẹt! Thanh Phong Thánh Chủ căn bản không kịp ra tay lần thứ 3, Kỳ Linh cũng xông vào trong phạm vi trận pháp của Thiên Thương Cung. Cái gì? Thanh Phong Thánh Chủ mạnh mà đứng. Chuyện này làm hắn và 7 tên thủ hạ thế giới cảnh nhảy dựng lên. Kỳ thật bọn họ còn không biết có một thế giới cảnh đang thi triển độn thuật dưới mặt đất, chỉ nhìn thấy Thanh Phong Thánh Chủ 2 lần oanh kích đại địa mà thôi. Vậy mà chạy thoát đứ, độn thuật cuối cùng của hắn lại gấp 6 lần tốc độ ánh sáng sao? Rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo cũng không có tốc độ nhanh như vậy được. Thanh Phong Thánh Chủ khó có thể tin. Một thế giới cảnh có thể thi triển tốc độ như vậy sao? Chẳng lẽ hắn có gặp gỡ đặc thù gì hay sao? Nếu như có thể khống chế hỗn độn thần lôi trốn vào lôi quang thì tốc độ của Kỳ Linh sẽ nhanh gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Độn thuật cùng loại còn có nhiều, cũng mặc kệ là loại nào đều rất khó tu luyện. Rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo cũng không có độn thuật như thế. Tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ chính là Hỗ Phong nói tên Bắc Minh kia hay sao? Thanh Phong Thánh Chủ nói thầm. Nhưng theo lý thuyết, tên Bắc Minh thế giới thần kia đã sớm ở tại Thiên Thương Cung. Chẳng lẽ Thiên Thương Cung còn có thế giới cảnh thứ hai tốc độ nhanh như vậy sao? Thanh Phong Thánh Chủ rất khó hiểu. Bên trong Thiên Thương Cung đang hết sức vui mừng. Vèo! Kỳ Linh mặc gia thú xông vào trong trận pháp Thiên Thương Cung, cũng đại biểu an toàn tuyệt đối. Hắn trực tiếp bay đến bên cạnh Kỳ Linh áo trắng và đồng thời khôi phục nguyên trạng. Lợi hại, lợi hại! Thiên Nhất Đạo Quân sợ hãi than nói. Thanh Phong, 2 lần ra tay đều không thể ngăn cản ngươi tiến lên, chỉ sợ tốc độ vượt qua cực hạn thiên đạo quá nhiều rồi. Hắn cũng không biết chi tiết của ta cho nên mới chủ quan thôi. Kỳ Linh cười nói, thật ra hắn rất nhẹ nhõm, đến cuối cùng hắn cũng thi triển ra gấp 6 lần tốc độ ánh sáng. Cực hạn của hắn hôm nay chính là gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Tốc độ này đủ giúp hắn an toàn đi vào trong Thiên Thương Cung, không cần phải cho địch nhân biết ngay từ đầu như vậy. Có tốc độ như vậy, hắn muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Ngự Đấu Đạo Quân cũng nói. Kỳ Linh lập tức nói. Thiên Nhất Đại Ca, Ngự Đấu Đại Ca, phân thân của ta đã tới, ta liền chuẩn bị phân thân bản tôn hợp nhất đột phá đến đạo quân thôi. Thiên Nhất và Ngự Đấu cũng nghiêm túc lên tiếng. Cần phải cẩn thận, Thiên Nhất nhắc nhở. Có lẽ đột phá đến đạo quân nhất bộ rất dễ dàng, với kiếm ý của Kỳ Linh huynh đệ ngươi, tương lai tối thiểu có thể trở thành đạo quân tứ bộ. Cho nên căn cơ nhất định phải vững chắc, chút ngộ xuất đạo cũng phải có căn cơ mạnh mới được. Kỳ Linh gật đầu. Đạo quân một bước một sinh tử, giống như kiến tạo cao ốc vậy. Đạo quân nhất bộ chính là kiến tạo căn cơ, đạo quân nhị bộ, đạo quân tam bộ, đạo quân tứ bộ chính là không ngừng xây lên cao. Cho nên một khi căn cơ bất ổn sẽ làm cho phòng ốc sụp đổ. Sinh tử đạo quân cũng là đạo lý này, một bước một sinh tử. Đạo quân tam bộ thân tử đạo tiêu cũng có không ít, cũng không phải bất cứ một đạo quân nào cũng có thể trở thành đạo quân tứ bộ. Một tòa cao ốc căn cơ là trọng yếu nhất, đồng thời mỗi một tầng cũng phải ổn định, như thế mới có thể trở thành đạo quân tứ bộ. Mà muốn thành vĩnh hằng phải không có một tia sai lầm nào cả. Có một tia sai lầm sẽ không cách nào vĩnh hằng. Căn cơ chính là một căn nhà gỗ, cũng đại biểu những đạo quân bình thường kia đi mỗi một bước tương đối dễ dàng. Thành đạo quân cũng dễ dàng, nhưng thực lực lại yếu. Căn cơ vô cùng hùng hậu chính là Tiên Cung đại điện, mỗi một tầng cũng rất khó. Thành vĩnh hằng càng khó, chỉ khi nào thành tựu thực lực cao hơn bình thường không biết bao nhiêu lần, tựa như Bối Tháp Lai Ách, Đông Tu, Khánh Hoàn, căn cơ của Kỳ Linh là hùng hậu nhất. Đại ca cứ việc yên tâm đi. Kỳ Linh cười nói. Nói xong liền cùng phân thân đồng thời hóa thành hào quang bay vào động phủ của mình. Ngự Đấu Đạo Quân, Thiên Nhất Đạo Quân đều nhìn bản tôn và phân thân của Kỳ Linh rời đi. Kỳ Linh huynh đệ tiến bộ thật kinh người, Thiên Nhất Đạo Quân cảm khái nói. Lúc trước gặp hắn tự nhiên nhìn ra hắn là yêu nghiệt,
Thế nhưng không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy. Trước kia động thuật của hắn rất nhanh, hiện tại nhìn không có lôi điện, càng không có thần quang, ta cũng không nhìn ra hắn có độn thuật gì. Hắn thậm chí chỉ bằng vào kiếm ý đã có thể cùng trói buộc năm tên thế giới cảnh rồi. Ngự đấu đạo quân cũng gật đầu. Ta suy diễn qua tương lai của hắn, căn bản suy diễn không ra. Hắn quá yêu nghiệt, còn yêu nghiệt hơn ta biết bao nhiêu lần đây. Độ khó suy diễn quá lớn. Đừng nói là hắn, cho dù đan tôn giả suy diễn cũng chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảm ứng được tương lai có thể tương kiến với kỷ linh mà thôi. Kỷ linh áo trắng và kỷ linh mặc da thú sóng vai đi tới. Chủ nhân, Tô Vô Cơ đan bảo kinh ngạc nhìn qua. Phân thân của ta từ Đại Mạc Vực chạy tới đây, hiện tại cũng là thời điểm ta nên đột phá thành đạo quân rồi. Kỷ linh mở miệng nói. Từ giờ trở đi, không có chuyện quan trọng, không nên quấy nhiễu ta. Vâng. Tô Vô Cơ và đan bảo gật đầu, gương mặt bọn họ mang theo hưng phấn. Trong mắt bọn họ, kỷ linh phi thường cường đại, tin tưởng một khi đột phá đến đạo quân sẽ nhất phi trùng thiên. Vù vù. Kỷ linh áo trắng, kỷ linh mặc da thú đi vào bên trong động phủ. Bên trong tĩnh thất. Ông trận pháp cấm chế được kích phát, cả Bắc Minh động phủ đều xuất hiện hào quang như ánh mặt trời, bao phủ ngăn cách tất cả dò xét thẩm thấu từ bên ngoài. Kỷ linh áo trắng và kỷ linh mặc da thú ngồi khoanh chân, cả hai nhắm mắt lại và thi triển khởi pháp môn bản tôn duy nhất. Xoẹt, chỉ thấy hai cái thân thể thả ra hào quang mờ mịt, thân thể kim đan, hồn phách đều tỏa sáng, bắt đầu dần dần tới gần. Về sau kỷ linh mặc da thú trực tiếp bay vào trong cơ thể kỷ linh áo trắng và hào quang tỏa sáng rất mạnh. Cả hai chúng đều có cùng nguồn gốc, mặc kệ là thần hồn, chân linh, thân thể đều hoàn toàn giống nhau, như thế mới có thể hợp nhất hai làm một. Lúc này 18 phân thân đều đã hợp nhất rồi. Kỷ linh áo trắng mở mắt ra và tươi cười, còn nhớ rõ lúc trước chính mình đạt được Đào Ngô thập bát thần ma và phân ra 18 phân thân, hiện nay 18 phân thân của mình lại hợp thành một. Loại cảm giác chân linh viên mãn này làm cho kỷ linh mê say. Ấn khí không gian thanh hoa trong người, pháp lực thần lực dắt vào rất mạnh và bắt đầu chuyển hóa thành thanh hoa vũ khí chi lực. 18 phân thân hợp nhất còn mạnh hơn cả 17 phân thân hợp nhất, thần lực càng tinh thuần hơn, thừa nhận thanh hoa vũ khí chi lực càng mạnh hơn trước rất nhiều. 120. Trong thanh hoa không gian tích lũy 120 giọt đã tiến bộ hơn lúc trước 108 giọt. Động phủ trong hỗn độn bên ngoài tam giới, kỷ linh đạo bào màu đen và kỷ linh áo đen khác đang duy trì pháp môn bản tôn duy nhất, cả hai cũng bắt đầu hợp hai làm một. Một lát sau, chỉ có kỷ linh đạo bào màu đen ngồi đó, khí tức còn cường đại hơn trước rất nhiều. Từ đó, bất kể là bản tôn hay là nguyên thần thứ hai, cũng chỉ còn lại một mà thôi. Bắt đầu thôi. Lúc này, trong Thiên Thương Cung xa xa, kỷ linh áo trắng và kỷ linh đạo bào màu đen bên ngoài không gian tam giới đều mạnh hơn trước rất nhiều, ánh mắt vô cùng kiên định. Oanh! Bản tôn và nguyên thần thứ hai dù cách nhau rất xa nhưng đồng thời đột phá. Giữa bọn họ đã sinh ra cộng minh khó hiểu với nhau, hiện tại cả hai cùng khai sáng ra đạo của mình. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử là đi ra đường đạo riêng của bản thân mình. Chính vào mỗi lần đột phá, bản tôn và nguyên thần thứ hai đều phải cùng đột phá. Một mình đột phá sẽ bị ảnh hưởng tới bên kia, cho nên không thể đột phá. Nếu như hợp đạo, đối với những nguyên thần thứ hai của đạo quân tứ bộ mà nói, cũng chỉ có một cơ hội mà thôi. Không có khả năng nói bản tôn hợp đạo trước một lần thất bại sẽ hấp thu kinh nghiệm để nguyên thần thứ hai hợp đạo. Không có loại chuyện tốt như vậy. Bản tôn và nguyên thần thứ hai phải cùng tiến lên, từng bước một sinh tử. Chính vì như thế, không có đại quyết tâm là không thể làm được. Ầm ầm. Hỗn độn bên ngoài tam giới chấn động ngập trời, hỗn độn vô tận chi lực hình thành vòng xoáy đáng sợ. Trong phạm vi vòng xoáy sinh ra chấn động không thể tưởng tượng. Chấn động sinh ra truyền vào trong tam giới. Xảy ra chuyện gì vậy? Chấn động đáng sợ như vậy ư? Đám người Bồ Đề lão tổ Phong Ma đang ngồi trong hư không tam giới và cùng nhìn về phía sinh ra chấn động. Bọn họ chỉ cảm thấy hỗn độn vô tận vô cùng bình tĩnh, lại xuất hiện một chân long thức tỉnh. Lực lượng khi chân long này thức tỉnh làm bọn họ sợ hãi. Tại Thiên Thương Cung, Bắc Minh động phủ vô cùng bình tĩnh. Lúc này khí tức đạo quân phóng thẳng lên trời, nhưng bị kỷ linh kích phát cấm chế bên ngoài động phủ liền không tỏa ra chung quanh. Về phần từ thế giới cảnh đột phá đến đạo quân cần bổ sung năng lượng, kỷ linh hoàn toàn có thể dùng hỗn độn tinh thạch để bổ sung. Từ khi ngộ ra kiếm đạo trung cực thì kỷ linh đã quyết định làm như thế. Ầm ầm ầm. Không gian kim đan có một cây đại thụ cao 36,000 trượng đang hấp thụ kiếm đạo của kỷ linh, sinh trưởng nhanh chóng. Đại thụ đang tăng lên chậm chạp, nó cũng dần dần biến thô và to lên. Đạo thụ càng ngày càng tráng kiện,
độ cao càng ngày càng tăng lên chậm chạp. Sinh tử đạo quân, căn cơ càng dày, đạo thụ càng tráng kiện. Ta ngộ ra kiếm đạo trung cực, trong đạo quân nhất bộ khó có thể ai so sánh được với ta. Kỳ Linh nói thầm, độ cao của đạo thụ có cố định, có định số. Ví dụ như đạo quân tứ bộ tu hành nhiều năm, đạt tới biên giới hợp đạo thì đạo thụ cao 108.000 trượng, trình độ tráng kiện không giống nhau. Đạo thụ sinh trưởng càng ngày càng tráng kiện, cao lớn, rễ cây không hoàn toàn kéo dài, thẩm thấu khắp không gian kim đan hỗn độn, làm cho không gian kim đan hỗn độn càng thêm vững chắc, làm cho không gian hỗn độn này không ngừng được khuếch trương. Đạo thụ sinh trưởng tới 52.000 trượng mới dừng lại. Không gian kim đan hỗn độn càng lúc càng khuếch trương, khí tức cũng càng khủng bố. Kim đan trong cơ thể Kỳ Linh càng thâm thúy và ảo diệu. Thần thể lại cơ cấu một lần nữa rồi. Kỳ Linh áo trắng ngồi khoanh chân tự nói. Sâu trong gân cốt da thịt của hắn bắt đầu cơ cấu lần nữa, dùng kiếm đạo trung cực làm hạch tâm, hấp thu hỗn độn chi lực, từ đó hình thành thần lực. Khí tức đạo quân không ngừng phát ra bên ngoài. Kỳ Linh không ngừng bổ sung đại lượng hỗn độn tinh thạch làm năng lượng. Kỳ thực, cho dù một gã đạo quân tứ bộ bổ sung thần lực sẽ tiêu hao bao nhiêu hỗn độn tinh thạch đây, đối với Kỳ Linh mà nói, chút hỗn độn tinh thạch kia không đáng quan tâm. Khí tức đạo quân, chủ nhân hắn đã đột phá rồi. Đan Bảo khẩn trương nói, khí tức thật mạnh, còn mạnh hơn chúng ta đột phá quá nhiều. Tô Vô Cơ cũng cảm khái, đột nhiên lúc này sắc mặt của nàng biến hóa và nghi hoặc. Quái lạ, tại sao không có một tia hỗn độn chi lực nào khởi động vậy? Đan Bảo cũng lộ ra thần thái nghi hoặc. Đúng vậy, chẳng lẽ chủ nhân không hấp thu hỗn độn chi lực từ bên ngoài hay sao? Chỉ có lúc đột phá mới được hấp thu hỗn độn chi lực trong một thời gian ngắn, đây chính là miễn phí. Đạo quân bình thường đột phá sẽ hấp thu hỗn độn chi lực từ bên ngoài. Kỳ Linh tài đại khí thô, cho nên không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Sở dĩ hắn không hấp thu hỗn độn chi lực từ bên ngoài cũng là có ý định của mình. Chủ nhân có lẽ có ý nghĩa của mình. Tô Vô Cơ nói. Qua mấy canh giờ, bản tôn hoàn toàn đột phá, hỗn độn tinh thạch tiêu hao không ít, mà nguyên thần thứ hai đột phá chậm rãi hơn nhiều, vẫn không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài tam giới tiến hành đột phá. Đây là đạo quân sao? Kỳ Linh áo trắng ngồi ở đó, hắn tươi cười. Hắn tự nhiên phát ra khí tức mạnh hơn quá khứ, thậm chí còn không kém đạo quân nhị bộ, ngư sán đạo quân là bao nhiêu. Nhìn thấy Kỳ Linh từ khí tức mà phán định, chỉ sợ sẽ cho rằng Kỳ Linh là đạo quân nhị bộ. Kỳ thực Kỳ Linh không xem vào đâu. Cổ tu giả hoàng tộc Mang Nghe Quốc lúc còn ở thế giới cảnh đã có thần thể so sánh với đạo quân nhất bộ. Bọn họ đột phá thành đạo quân nhất bộ, thần thể hoàn toàn có thể so sánh với đạo quân tam bộ. Khí tức còn mạnh hơn Kỳ Linh rất nhiều. Thiên tinh tử tu hành thiên thân tánh điển cũng không kém gì cổ tu giả và hoàng tộc Mang Nghe Quốc là bao. Hoàng tộc của Mang Nghe Quốc cổ tu giả có số lượng quá ít, đạo quân có thể tu hành thiên thần thánh điển có số lượng còn ít hơn cả hoàng tộc của Mang Nghe Quốc rất nhiều lần, cho nên sông sáo bên ngoài đều có thể từ khí tức xác định cấp độ. Kỳ Linh dùng kiếm đạo trung cực làm hạch tâm, cho nên thần lực vô cùng tinh thuần, lại hợp nhất 18 phân thân, cho nên đột phá có thần thể sánh ngang đạo quân nhị bộ. Về sau ta sẽ ngụy trang thành đạo quân nhị bộ. Kiếm đạo trung cực của ta cuối cùng quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn Đông Tu Khánh Hoàn quá nhiều. Thậm chí cho dù là chú tể vĩ đại Đan Tôn Giá chưa bao giờ nhìn thấy thế giới cảnh yêu nghiệt như vậy cả. Kỳ Linh rất rõ ràng ngộ ra mấy đạo mạnh nhất và kết hợp lại, đây là yêu nghiệt đỉnh cao nhất. Chính mình công bố ra ngoài ư, truyền ra có lẽ có chỗ tốt hơn. Đa số là phiền toái lớn hơn chỗ tốt rất nhiều, cho nên phải cẩn thận mới là tốt. Nên để người ta ngộ nhận là yêu nghiệt đỉnh cấp là đủ rồi. Sau khi Kỳ Linh đột phá, liền sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự nhận dùng kiếm đạo trung thực của mình, đạo quân nhất bộ xem chừng có thực lực sánh ngang Khánh Hoàn, Đông Tu. Khi đột phá đạo quân nhị bộ, có lẽ đạo quân tứ bộ cũng hiếm có kẻ nào so được với mình. Nội tâm Kỳ Linh lúc này sinh ra hào khí vô cùng to lớn. Quá khứ thật sự biệt khuất, dù sao tùy tiện một đạo quân cường đại cũng có thể uy hiếp chính mình. Hiện tại chính mình trái lại có thể uy hiếp đạo quân cường đại. Bên trong tính thất vô cùng yên tĩnh, Kỳ Linh nhìn thể nội của mình. Pháp lực thần lực cùng hậu có thể sánh ngang đạo quân nhị bộ. Kỳ Linh lại quan sát thanh hoa không gian bên trong thức hải. Kỳ Linh quan sát bên trong không gian thanh hoa vô cùng mờ mịt, giọt nước kim quang không ngừng phập phồng lên xuống, chung quanh còn có tỏa ra sương mù. Giọt nước lúc này nhiều tới 1111 giọt, mỗi một giọt nước ẩn chứa lực lượng hùng hồn siêu việt pháp lực thần lực của Kỳ Linh. Không ngờ lột xác lần nữa, thanh hoa vũ khí chi lực của ta còn mạnh hơn cả pháp lực, mạnh hơn nhiều như vậy, đoán chừng có thể so sánh được với đạo quân tứ bộ rồi.
Kỳ Linh kinh hãi. Cửu trọng hỗn độn cấm chế nhìn như pháp môn bình thường, thế nhưng hiệu quả lại rất mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm cho lực lượng của tổ thần tổ tiên chuyển hóa, có thể làm cho lực lượng của thế giới cảnh chuyển hóa. Những thứ này lực lượng đạo quân cũng có tăng lên, thậm chí trong đó có một ít huyền bí, với cảnh giới Kỳ Linh hiện nay lại không nhìn thấu. Rốt cuộc là ai, là ai sáng tạo ra pháp môn này đây? Tại sao pháp môn nghịch thiên như này lại xuất hiện? Cho dù là thần thông pháp thuật của vị chúa tể chết đi kia còn không có cách nào sánh bằng. Kỳ Linh âm thầm khiếp sợ, chúa tể chết đi kia chính là chúa tể kiếm đạo, nhưng cũng có thần thông bí thuật, thậm chí uy lực còn mạnh hơn Cửu Nguyên thần pháp rất nhiều. Thế nhưng Cửu trọng hỗn độn cấm chế còn mạnh hơn quá nhiều. Trong truyền thuyết, thần thể đỉnh cấp nhất chính là hoàng tộc Mang Nhai Quốc và cổ tu giả, một ít sinh mệnh đặc thù hy hữu nhất, còn có người tu hành thiên thân thánh điển. Kỳ Linh thầm nói, ta có Cửu trọng hỗn độn cấm chế lại sánh ngang với bọn họ, thậm chí có thể còn kém hơn một chút. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc, cổ tu giả, sinh mệnh đặc thù, người tu hành thiên thân thánh điển rất ít, bọn họ ở thế giới cảnh đã có thần thể sánh ngang với đạo quân. Lúc đạo quân nhất bộ, thần thể có thể so sánh với đạo quân tam bộ. Trọng yếu nhất, bọn họ có thể thi triển thần thông, mượn nhờ thần thông bộc phát lực lượng còn mạnh hơn thanh hoa vũ khí chi lực của Kỳ Linh. Thanh hoa vũ khí chi lực của Kỳ Linh cuối cùng không thể thi triển thần thông gì cả. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc lại ít tới mức đáng thương, cần thập nhị cung bảo hộ. Cổ tu giả, sinh mệnh đặc thù hy hữu, người tu hành thiên thân thánh điển ít tới đáng thương. Như thiên nhất đạo quân, ngự đấu đạo quân, ngư sán đạo quân, đan bảo, tô vô cơ, khi đột phá thành đạo quân nhất bộ, chính là khí tức đạo quân nhất bộ. Đạo quân nhị bộ chính là khí tức đạo quân nhị bộ, đây mới là thông thường nhất. Như Kỳ Linh sử dụng kiếm đạo làm thần lực hạch tâm, 18 phân thân hợp nhất, đây cũng là tồn tại hiếm có trong đạo quân. Cổ tu giả, hoàng tộc Mang Nhai Quốc khi còn là đạo quân nhất bộ, lực bộc phát của bọn họ còn mạnh hơn ta không ít, thế nhưng thời gian chiến đấu của ta lại dài hơn. Hơn nữa tu hành càng cao, chủ yếu so đấu là uy lực của đạo. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, sinh tử đạo quân cần dùng đạo làm căn bản. Như Kỳ Linh khống chế kiếm đạo trung cực, mặc dù không thi triển bất cứ thần lực pháp lực gì, chỉ bằng vào uy lực cũng có thể sánh ngang đạo quân tam bộ. Bằng vào đạo thì tốc độ của hắn gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Bằng vào đạo có thể tiến vào trong không gian duy độ, tốc độ xuyên qua không gian cũng nhanh tới mức kinh người. Đây chính là đạo, không có đạo sánh bằng cũng chỉ có thể bị chà đạp mà thôi. Cho nên một ít đạo quân nghịch thiên xuất thân là người tu hành cũng có thể dễ dàng chém giết hoàng tộc Mang Nhai Quốc, cổ tu giả, thậm chí bọn họ còn có thể chém giết vĩnh hằng đế quân. Kiếm đạo ư? Kỳ Linh lúc này hình thành thần thể kiếm đạo trung cực, sau đó đạo thụ sinh trưởng mơ hồ hình thành kiếm đạo trung cực đại đạo. Đứng càng cao nhìn lại càng xa, rất nhiều cảm ngộ kiếm đạo xông lên đầu. Thiên băng kiếm ý, duy tâm kiếm ý, âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý, vô ảnh kiếm ý, sinh ra ảo diệu sâu hơn, Kỳ Linh có thể suy diễn tự nhiên. Khó trách lại nói đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ là dễ dàng nhất mà. Kỳ Linh tươi cười nói, nếu như ta chỉ nắm giữ đạo mạnh nhất thôi, chỉ sợ thời gian trăm ngàn năm mới có thể đột phá thành đạo quân nhị bộ được. Đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ rất nhanh, thời gian hao phí tương đối dài, khả năng cũng cần mấy hỗn độn kỷ nguyên. Thời gian tính toán như thế là dài. Trong truyền thuyết một ít thời gian quá ngắn, trong ngàn năm đã đột phá đạo quân nhị bộ, càng về sau đột phá lại càng khó khăn, càng khó đi. Cho dù ta đột phá năm đạo mạnh nhất đi chăng nữa, về sau lại hình thành kiếm đạo trung cực cấp độ sâu hơn nữa. Kỳ Linh cũng hiểu mình đột phá dễ dàng hơn không ít, nhưng người khác không biết những chuyện này. Ta bế quan tinh tu 10 năm thôi, 10 năm sau ta có thể trực tiếp đột phá đến đạo quân nhị bộ rồi. Kỳ Linh thầm nói, 10 năm thời gian gia tốc ngàn năm, với yêu nghiệt như Kỳ Linh thì thời gian ngàn năm đột phá đạo quân nhị bộ cũng không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thân là một gã đạo quân nhị bộ, thi triển đạo kiếm đạo trung cực càng hợp lý. Đạo quân nhất bộ thi triển kiếm đạo đáng sợ như thế, chỉ sợ tin tức sẽ truyền đi rất nhanh, Kỳ Linh không muốn như thế. 10 năm kế tiếp, ta mang hai đại bí thuật Cửu Nguyên thần lôi, Cửu Nguyên thần thủy, còn có thể tu luyện thần thông hộ thể kiếm đạo chi thân của chúa tể chết đi truyền thụ. Kỳ Linh đã có quyết định, chúa tể truyền thụ thần thông bí thuật cho mình, tạm thời chỉ có thể tu luyện thần thông hộ thể mà thôi. Bởi vì lúc trước Kỳ Linh tu luyện kim tượng thần thông đến mức tận cùng, thần thể có thể so sánh với đạo chi thần binh cực hạn, đây đã là cực hạn của thế giới cảnh. Cho nên sau khi thành đạo quân mới tu hành kiếm đạo chi thân, sau khi tu hành tới cực hạn thì thân thể sánh ngang vĩnh hằng pháp bảo cực hạn.
Hiển nhiên cường giả chém giết muốn sống lâu phải phòng ngự tốt, phòng các loại nguy hiểm, phòng các công kích âm hiểm của địch nhân. Chỉ cần thần thể có thể kháng lại, sinh cơ sẽ tăng nhiều. Dù sao những đạo quân tứ bộ kia có thủ đoạn cường đại khó lường, sau khi tìm hiểu đạo tới tận cùng sẽ có uy năng vô cùng đáng sợ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 199 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.